lần đầu tiên trong đời anh mới thấy ăn sầu riêng xong ăn con gà. Không có đâu, em nghĩ là ăn con gà xong mình ăn sầu riêng chán miệng. Cái món gà nướng sầu riêng này thực ra nó là một món đặc sản của tỉnh Bình Dương, vùng đất Lái Thiêu. Ồ, Bình Dương hả? Dạ. Ồ vậy hả? Cô này định làm dâu Bình Dương nè. Đâu, em chưa tìm ra ai Bình Dương có. Nhưng mà em nghĩ là nếu như được may mắn làm dâu Bình Dương thì em cũng xin sẵn lòng. Ừ, bảo đảm có món này là có người yêu nghe. Thì đó, em sẽ cố gắng học. Hôm nay chị phải chỉ em làm sao để mà em học, em làm thiệt là tốt. À, em yên tâm, em sẽ lấy được chồng và có được một người yêu rất là đẹp ở Bình Dương. Dạ, cảm ơn chị. Và rất là thơm tho như cái mùi sầu riêng. Dạ. Có tình từ con gà kết hợp với sầu riêng. Cái con gà mình trước tiên là mình sẽ lọc ha. Lọc con gà. Nhớ nha, lọc con gà ra. Dạ, cái này khó nha mọi người. Tôi nghĩ Gia Linh lọc banh con gà luôn chắc. Các bạn chỉ sử dụng dao nè. Các bạn nhẹ cho nó bằng đồ để tách ra. Đồ bếp có khác anh ha, lìa cánh. Rồi các bạn, cái phần cánh ha, các bạn cũng khứa nhẹ đó để cho nó thấm cái gia vị ha. Với một con gà này thì mình sẽ cho vô đây một muỗng canh sầu riêng ha. Một muỗng dung sầu riêng. Em có nghe thơm không? Cái mùi thơm và cái màu. Thơm lắm mọi người ơi. Rồi, tới cái gì anh bỏ cho. Dạ. Tiếp theo là mình sẽ cho sả ha. Đây, mấy muỗng em? Dạ, một muỗng sả thôi. Chị cho em thể hiện cái sự đảm đang của em xíu luôn không chị? Đừng có dành. Từ từ. Đây, em bỏ tỏi. Rồi, hai người đều có. Không, để anh bỏ trước, anh đăng ký trước mà. Dạ, được rồi, anh một muỗng canh sả. Một muỗng thôi anh. Này, mấy muỗng chị? Một muỗng nha chị nha. Rồi, tới anh. Tới. Rồi, anh cho em một miếng chao đỏ và một ít nước. Lấy cái muỗng khác đi, cái muỗng này nó dính sả. Dạ, không sao được. Được không? Thì cùng trộn vô mà anh hái. Cục em cục nha. Một cục thôi anh. Em một cục thôi, màu trắng. Ôi, em thích màu đỏ à? Em thích màu đỏ. Đừng dành từ từ. Ai cũng có phần mà. Đây. Bỏ vô đều nhân cục nha. Để em bỏ trước cho cái màu đỏ nó phải bỏ trước anh nè. Này hay làm dâu Bình Dương được rồi. Em cho một ít nước luôn. Một ít nước. Vậy chứ em về em làm dâu em hiền lắm á. Má chồng luôn mà hả? Đang dạy mà đứng nấu vậy là không có được làm dâu đâu. Con xin lỗi má. Rồi anh cho em thêm một chút xíu nước chao trắng vô luôn. Chao trắng là? Đây. À, bỏ nước được vô chưa hả? Chị? Thêm một chút xíu nữa. Chế cái màu đỏ hả? Này nó đẹp ghê ha. Nửa muỗng nữa hả? Dạ, được rồi. Okay. Được chưa chị? Tại vì mình không có sử dụng muối ha. Nên mình sử dụng cái độ mặn ở trong cái nước chao. Một muỗng canh mật dừa nước tốt cho sức khỏe. Một chút tương ớt và ớt bột vừa đủ cay, đưa vào hỗn hợp gồm tỏi, sả bầm, dầu ăn, một chút hạt nêm, chao trắng, chao đỏ và quan trọng nhất là cơm sầu riêng. Rồi dùng hỗn hợp gia vị này để tẩm ướp gà giống như massage, để gia vị thấm sâu vào thịt. Massage con gà ta là một trải nghiệm khó quên trong món gà nướng sầu riêng của bếp trưởng Trần Ngọc Nghĩa. Mình sẽ để lên cái chảo này và mình để cho con gà hết sả vậy có được không? Hay là dạ, hết luôn thôi? Anh hết luôn. Dạ, mình để cho con gà nó thấm trong vòng 30 phút đến 1 tiếng, sau đó mình sẽ cho vô lò mình nướng. Dạ. Đây tác phẩm của đầu bếp Ngọc Nghĩa đến từ miền Đông Nam Bộ. Anh có nghe cái hương thơm sầu riêng nó bốc lên không? Cái vị ngọt của sầu riêng á. Dạ. Nó hòa lẫn với cái gia vị á. Dạ. Uống trong cái lò này á thì nó giữ được nước nhưng mà nó chín sâu vô bên trong, nó làm cho không còn cái màu đỏ của gà nữa ha. Tuyệt vời. Và miếng gà của mình nó rất là mọng nước luôn nè. Và nó mềm, nó không bị khô. Thường mà mình ăn gà nướng than hay là gà nướng trong lò nó cũng rất là khô. Nhưng cái này nó sẽ không có làm cái, khô. Cái tuyệt vời chỗ này là cái sầu riêng á. Mặc dù nó thấm ngược như con gà rồi gặp nhiệt thì nó cũng phải tỏi bớt đi. Nhưng nó vẫn còn đậm đà nha. Mình thử thêm miếng nữa nha. Đâu cho anh miếng nữa đi. Mà cái em da đẹp quá, anh thích cái da gà quá. Em vẫn còn nghe mùi sả. Trời ơi, ước mơ. Mùi sả rất là thơm. Cái món này cực kỳ dễ làm, em thấy nãy giờ chị làm nhanh không? Dạ. Quan trọng là em phải có cái nồi này, đúng không? Rồi em phải có một cái sầu riêng ngon và con gà ngon là em sẽ làm được. Tại vì nguyên liệu em nhìn thấy nó nhiều nhưng nó rất là đơn giản. Hầu như nhà nào cũng có trong bữa ăn mỗi ngày. Sả, tỏi và vị ngọt tự nhiên của cái sầu riêng kèm với cái vị ngọt thanh của cái mật dừa nước. Tuyệt vời. Đó, mình thơm và cay nhẹ của ớt nữa ra cái miếng gà của mình. Trời ơi, Linh ơi, cái này mà giới thiệu trong các liên hoan ẩm thực á. Dạ. Ha, thì tuyệt vời luôn. Dạ, bảo đảm nước ngoài họ vào đây họ sẽ ăn con gà lần đầu tiên trên thế giới. Dạ. Mình tự hào mà nó tình đầu tiên thế giới đi. Còn biết trên thế giới có nước nào làm anh không biết. Tại vì thường sầu riêng ở trên thế giới là em thấy ít người ăn được. Đúng lắm. Rồi, đúng rồi. Lần đầu tiên thế giới mà ướp cái con gà bằng sầu riêng, bảo đảm tay nào mà ghét sầu riêng á ăn thử cái này đi rồi sẽ quay về ăn sầu riêng. Tại vì nó ngon quá.